giả thân mến đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau Farody. Hôm nay Trọng vui lắm mọi người. Có thể là mọi người đã xem cái clip của anh Duy hôm qua rồi. Thì cái kênh Farody của Trọng với cái kênh Đời Và Tình Người của anh Duy á, sau một tháng hơn mà cày bừa thì bây giờ nó đã đủ chế độ bật kiếm tiền và được YouTube chấp nhận mình là cái kênh bật kiếm tiền đó quý vị. Có thể là cái kênh nhỏ thì thu nhập không được nhiều đâu, nhưng mà dù sao đó là cái niềm vui. Mà công là cũng là của mấy bé rất là nhiều, thì cũng mấy bé cũng quay với mình, rồi mấy bé cũng giỡn cho mình quay, chia sẻ cuộc sống được khán giả yêu quý thì mới được vậy. Hôm nay mọi người thấy không, Trọng có mua thịt bò à. Đây, bò tơ Tây Ninh. Trọng sẽ nướng lên đó mọi người, rồi để sắt ra chọn cái cơm cho mấy bé ăn. Nhiều đây thì nó ăn cũng không thấm thía gì đâu, này có khoảng 2kg à, nhưng mà của ít lòng nhiều, giống như là mình vừa ăn mừng rồi mình vừa cho mấy bé được ăn những cái món mà có thể là có những bé chó thì cả đời vẫn không ăn được. Thì nhưng mà mình may mắn thì có điều kiện trong giai đoạn này, có điều kiện cũng có được sự hỗ trợ của một cái cô ở bên Úc nói mua được ăn cho mấy bé, thì trong tranh thủ luôn một công đôi việc cái này để làm cho mấy bé ăn. Có khi những bé chó thì trong cả đời không được ăn những cái món như vậy. Thôi bây giờ Trọng đang nhóm lửa than, Trọng đi mua than vậy đó. Làm cái món bữa nay ngon lắm. Trọng cũng có mua riêng cho Trọng với anh Duy nửa ký nữa, nhưng mà không có ăn món này, ăn cái món xào xả ớt. Tại Trọng không có mua thịt như vậy, mà Trọng mua gân thôi, nó rẻ hơn. Bây giờ Trọng bắt đầu được rồi. Sẽ đặt này lên nướng. Bò thì mình nướng chín cỡ 7 phần là ăn được rồi. Có thể quý vị thấy chồng cho ăn nó hơi quá đúng không? Nhưng mà không phải vì vậy, chồng nghĩ gì nè. Kiếp chó mà đâu phải có khi cả đời nó đâu được ăn. Thì cả đời nó không được ăn lần nào gì đâu. Có nhiều cái bé chó mà ở trong chỗ nhà cao người rộng có điều kiện, nhưng chưa chắc chủ đã có thời gian làm những cái này cho mấy bé nó ăn lần. Thôi thì bây giờ dịch bệnh mà Trọng cũng gặp, cũng được sự giúp đỡ của mọi người cho tiền nó ăn, thì thôi Trọng làm những cái món ăn mà nói chung là nó phải vượt qua cái tầm của mấy bé chó ăn chút, để biết đâu nó trong cuộc sống của nó kiếp này nó biết được cái món này món kia, nó biết được ăn gà quay, biết được ăn bò nướng nguyên tảng. Vậy đó mình thấy cũng hạnh phúc, mình làm được cái điều đó thì cho mấy bé thì mình thấy cũng hạnh phúc. Bởi vì đúng không, chứ giờ mình cho nó ăn kia hoài thì bình thường rồi, say xiết đồ chọn thì ngày nào cũng ăn rồi, thì lâu lâu có điều kiện mình cũng cảnh gan làm những cái món ăn mà có thể nói là cả đời nó không được ăn, rất nhiều chó cả đời không được ăn, nên là Trọng làm. Mọi người thấy ngon chưa? Đấy, mọi người thấy không, Trọng dẫn bò ra đây cho nó hóng gió, cho nó ngồi gần cục thịt bò chơi. Mấy ông kia Trọng cho vô cái chuồng sao hết rồi, nó vô nhà hôm qua trời mưa rồi nè, không dám cho nó ra ngoài nhiều đó. Sáng nay cái nhà mình mua cái chuồng chó luôn, nó thiệt, nó cắn rồi nó xé rồi nó đai khủng khiếp luôn, phải bỏ nó xuống đây nè, sáng tắm rửa cho nó chải lông cho lúc đi xong hết rồi đó, giờ bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho nó. Quá ngon rồi, dòng thịt bò nó quá ngon rồi, con bò ra đây cho ông gió cho ông thấy giờ ông thoải mái nhìn về không. Trong lúc nướng bò dẫn bò ra đây chơi cho ông ngồi hít thở không khí cho ở nhà ngoài trong lành, ra đặt đây ngồi đây luôn nha, đặt đâu ngồi đó, phận làm con gái đặt đâu ngồi đó, hay không phận làm con trai mà ai đặt đâu mình ngồi đó. Wow, ngon quá, nướng hơi lâu. Lâu chín quá, quạt của ngay tay nữa giờ.
kệ. Cuộc sống mà, bữa nào được thì hưởng bữa đó. Cuộc đời mà hen quý vị, sống nay chết mai. Đỡ hơi xuống sống ăn cho ngọt. Đấy. Chỗ tài gian chen cúc ngọc trọng xin chỗ tài. Ngon lắm. Em gỡ chỗ ngồi đây nữa chứ. Thôi nhớ hả? Mình ăn bò ký 130, chỗ ăn ký 180. Vãi cả trời. Cái 180, còn cái kia mình mua gân về mình xào sợ ớt 130. Mua gân? Rồi thôi xong. Có nghĩa là em chơi khôn và chơi khăm cái thằng Duy Sen. Bởi vì Duy không ăn gân, cũng không ăn thịt mỡ của bò. La la la. Trên phố em có thương sâu, có nghe tay mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau, hay em vội quên ngày đó. Cái này mình đúc cho nó ăn từng miếng ha. Thế thì nó khác thì con của hoàng đế. Nóng bia ha. Rồi cũng may là hai anh em mình cũng hao háo bia mấy nhỉ. Mỗi thằng hai non là say đến ngủ mềm mệt. Hôm nay liên hoan cho các bé bằng các bé cùng vui với kênh của hai anh em Duy và Trọng được bật kiếm tiền thì không biết là các bé đi ăn thịt bò 180 mà Duy với Trọng ăn thịt bò 130 mà Trọng nó lại chưa khăm Duy nữa. Nó biết thừa Duy không ăn gân, ăn da, ăn mỡ rồi nó đi mua gân rồi nó xào, xào ớt mà ăn. Thế mới đau cả nhà, cho Duy một lời công bằng cho cả nhà ấy. Năn nỉ hết. Cùng ở chỗ này lâu chín rồi, biết không? Nó có cái gân. Chín rồi. Chín hết rồi. Vậy thôi. Sắc cho thời gian sắc này bắt lên cái này. Cho nó tí nữa. Xé thì nướng xé. Thank you.
nãy giờ đưa cho anh Duy anh xuống cho nó ăn. Rồi chồng có cho anh Trung nấu đồ ăn cho hai anh em, nó ăn hết rồi. Lùng bên đây hả, ăn hết thịt rồi thôi ha. Mấy con này nè, mấy con trưa nay ngủ dưới này nha, để cho anh cái nhà nó khô cái. Mấy ông mấy bà đái quá trời cả đêm luôn rồi. Sáng nay tôi dọn tôi xỉu luôn. Nó sáng nay xuống đây là tắm rửa, con nào cũng tắm rửa sạch sẽ hết. Bây giờ là trưa nay phải cho nó ngủ ở đây, tối mới cho lên nữa. Quá trời đái rồi, đái chịu không nổi luôn. Sáng cửa cái nhà mọi người, bây giờ phải để cho cái nhà nó nắng lên cho nó hắt nó khô chứ. Lên trên thì mình cũng vui, mà vui cái gì, có ngủ chưa được chứ nó đâu mà vui. Đây, mua cái con gà về đây, không con nào chơi chứ. Biết chơi đâu, chắc từ nay tới chiều bánh, kệ nó cho nó cắn bánh chơi vậy hả. Tí tí ơi, hello. Thôi xin nước nữa, bây giờ chồng lên chồng tiếp tục xào cái môi cái nồi xào xả ớt của chồng đây. Bye bye tất cả mọi người, chúc mọi người xem video thật là vui và chia sẻ niềm vui của trọng với Duy khi mà cái kênh, hai cái kênh này được bật kiếm tiền. Mặc dù thì chắc là ít thôi, ở đây được xem ít lắm, nhưng mà dù sao đó là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc. Trọng xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã thương trọng, thương Duy, thương anh các em ở đây. Trọng xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.